biết, nàng hậu bị lãng quên, sẽ trở mình tỏa sáng trong năm 2022, biết, hoàng hậu một thời, trên vạn người, dưới một người duy nhất là hoàng thượng VCB, vậy mà quay qua quảnh lại đã bị đám vương phi trẻ, khỏe vượt mặt, bị con trời hắc hủi, xa lánh, với lòng tự tôn và bản lĩnh kiên cường, nàng hậu sẽ trở mình mạnh mẽ, lấy lại những gì đã mất để cùng sánh bước với hoàng thượng VCB dìu dắt vương triều banh tiến đến chinh phục Vinimoc mốc 1800 ngay trong năm 2022 đùa tí cho có không khí, nhìn thấy cơ hội lớn ở mã bit nhưng lên ép tìm không thấy pick nào về nó, chắc do Ender tí ít quan tâm, xa lánh nên thôi mình tự mở pick để các y cùng giao lưu vậy. Vì sao biết rất đáng để đầu tư trong năm 2022, bởi các lý do sau, y, về FA. Bit là ngân hàng thuộc nhóm Big Four, có hệ thống phòng giao dịch rộng khắp mọi miền đất nước, trải dài từ nông thôn đến thành thị và nắm trong tay hàng triệu tài khoản, giao dịch. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Nhờ tái cấu trúc mạnh mẽ, quyết liệt xử lý nợ xấu, tăng cường trích lập dự phòng trong các năm 2020 năm 2021 đã đưa ngân hàng trở lại vị trí an toàn, tạo tiền để phát triển vững chắc trong thời gian tới. Nhìn vào các tiêu chí EPSP, thì thấy rất xấu và thua xa các ngân hàng khác nhưng bản chất do tăng cường trích lập dự phòng quá nhiều nên mới như thế, chứ doanh thu và thu nhập lãi thuần vẫn đang đứng đầu trong khối banh dấu lớn cái xấu này lại là cái đẹp, hai, về sóng ngân hàng và sóng Vini. Năm 2021 là năm uptrend vĩ đại của khối ngân hàng nói riêng và Vini nói chung, giá một loạt cổ phiếu tăng mạnh gấp 2, gấp 3 lần so với năm 2020 song bit không những không tăng mà lại còn giảm, giá hiện tại vẫn thấp hơn ngày 4 tháng 1 năm 2021, chứng khoán là sự kỳ vọng cho tương lai, chính vì trong 2021 Bitco được kỳ vọng tốt nên giá cổ phiếu đã không thể tăng theo sóng ngành, ngược lại còn bị giảm và là con duy nhất giảm giá trong khối nay 2022 với kỳ vọng tốt hơn dấu lớn sẽ được nhanh chóng phản ánh vào giá cổ phiếu. ba Về ta, chát khung ngày vẫn giữ chen trung hạn, sắp bứt phá qua chen giảm giá ngắn hạn, giá nến đóng trên tất cả các đường MA9, MA20, MA50, MA100 mắc đi đường tín hiệu cũng sắp cắt lên dấu lớn CP đang có xu hướng tốt, chat khung tuần cũng rất đẹp, ngay chân sóng của Chen Lai, chat khung tháng thì càng đẹp hơn, đang đi lên kiểu rích rắc, ngay vùng chân của con sóng 5, mục tiêu hướng đến KV55, chat PM Homely cũng ổn, có dòng tiền tạo lập đi vào, nến đóng trên giải position xác nhận Chen trung hạng. PM báo mua, mũi tên xanh hướng lên, hôm 24 tháng 12, tóm lại mọi thứ đều tốt, tiềm năng giá sẽ tăng mạnh trong thời gian sắp tới, mục tiêu hướng đến lần lượt ngắn hạng 37, trung hạng 44, dài hạng 55, upside 57% so với giá hiện tại trong thời gian 6 tháng, cụ thể, kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,2% đang xin ý kiến chấp thuận của chính phủ. Trong khi đó, kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông nước ngoài với tỷ lệ 8. 5% vẫn trong giai đoạn đàm phán.